Nhận định bóng đá Southampton với Arsenal. 3 giờ 15 phút ngày 27 tháng 1, Ngoại hạng Anh, vòng 20. Arsenal sẽ tìm cách duy trì phong độ thăng hoa khi họ làm khách trước Southampton của huấn luyện viên Ralf Hasenhüttl ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kể từ thời Arsene Wenger, Arsenal vẫn luôn tra tấn sự kiên nhẫn của các cổ động viên bằng kiểu phong độ theo đồ thị hình sin, lên thì cao vút rồi xuống mất vút. Liệu trận thua trước chính Southampton tại FA Cup vừa qua có phải là dấu hiệu của đà lao dốc của pháo thủ, lên theo dây và xuống thì cũng thành một chuỗi? Đó là phong cách của Arsenal suốt từ thời Arsene Wenger đến nay. Ngay trong mùa bóng này chúng ta cũng có thể nhìn thấy phong độ theo kiểu đồ thị hình sin mà Arsenal vẽ ra. Họ từng trải qua giai đoạn 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, rồi sau đó hồi sinh bằng một chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp trước khi thua chính Southampton với tỷ số 0-1 tại FA Cup hôm 23 tháng 1 vừa qua. Nhìn vào đội hình xuất phát mà huấn luyện viên Mikel Arteta sử dụng và những chỉ số chuyên môn thì không thể nói Arsenal buông trận đấu đó để tập trung vào Premier League. Họ đã sử dụng đội hình mạnh, thi đấu áp đảo với tỷ lệ cầm bóng cao hơn hẳn đội chủ nhà, tung ra 11 cú dứt điểm, tạo ra 8 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhưng rốt cục vẫn không thể ghi bàn. Với những người hâm mộ đã bắt bài thói quen của Arsenal hẳn bắt đầu lo lắng, liệu có phải chiến thắng 3-0 trước Newcastle chính là đỉnh hình sin và thất bại trước Southampton là dấu hiệu cho thấy Arsenal bắt đầu xuống dốc hay không? Nghi ngờ này không hẳn là thiếu căn cứ. Đây sẽ là trận đấu mà Arsenal nhiều khả năng không có được đội hình mạnh nhất. Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang cho đến lúc này vẫn đang vắng mặt một cách bí ẩn. Báo giới đã cố khai thác thông tin của Aubameyang từ Mikel Arteta và tất cả những gì nhận được chỉ là câu trả lời. Aubameyang vắng mặt vì lý do cá nhân. Tôi chưa biết bao giờ cậu ta trở lại thi đấu. Tuy nhiên, toàn đội Arsenal ủng hộ Aubameyang. Aubameyang vẫn có tên trong danh sách chuẩn bị cho trận gặp Southampton tại FA Cup vừa qua. Tuy nhiên, khoảng vài tiếng trước giờ bóng lăn, anh bất ngờ rời khỏi câu lạc bộ vì lý do cá nhân. Dựa theo thái độ của huấn luyện viên Arteta thì khả năng Aubameyang trở lại ở trận đấu này rất thấp. Ngoài chuyện lực lượng, Arsenal đồng thời sẽ gặp rào cản tâm lý do đây là một trận sân khách. Suốt hơn 2 năm qua, pháo thủ chưa có bất kỳ lần nào vượt qua cái ngưỡng 2 chiến thắng liên tiếp trên sân khách tại Premier League. Họ vừa thắng Brighton và West Brom nên chiếu theo thói quen thì pháo thủ sẽ không thắng ở trận đấu này. Trùng hợp làm sao khi Southampton chỉ mới có vỏn vẹn 7 chiến thắng trước Arsenal trong lịch sử đối đầu tại Premier League và toàn bộ 7 trận thắng đó đều đến trên sân nhà St Mary's. Trong đội hình Southampton hôm nay đồng thời sẽ xuất hiện một nhân vật mà Arsenal có lý do để lo lắng. Theo Walcott, cựu cầu thủ của Arsenal chính là người đã ghi bàn trong trận lượt đi giữa hai câu lạc bộ trên sân Emirates. Và nếu Walcott tiếp tục ghi bàn ở trận đấu này, anh sẽ trở thành cựu cầu thủ Arsenal thứ tư trong lịch sử xé lưới đội bóng cũ cả trên sân nhà lẫn sân khách trong cùng một mùa Premier League. Ba người cũ đã từng gieo sầu cho Arsenal trước đây là Kevin Campbell mùa 2000/01, Nicola Anelka 2002/03, 2006/07 và Robin van Persie 2012/13. Dự đoán Southampton với Arsenal 1-1.